Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 122. Trong mắt lóe lên một tia cười nhạo, Trác Phàm nhìn cánh tay phải của mình, lại là chậm rãi lắc đầu, cau mày nói: "Cái này không tốt lắm đâu." "Có cái gì không tốt lắm chứ, Trác quản gia, ngài thế nhưng là tổng quản một nhà, nhất ngôn cố định, không thể làm ra trò chuyện, nói mà không giữ lời ai. Nếu không, về sau ngươi làm sao thể khiến mọi người phục tùng được chứ?" Quý Hùng Sát thấy Trác Phàm có chút cho dự, không khỏi vội vã lên tiếng. Trác Phàm liếc hắn một cái thật sâu, khẽ nhíu chân mày, cười nói: "To mồm, còn biết phép khích tướng, không tệ, tốt, liền theo ý các ngươi, ta dùng tay phải." Lời vừa nói ra, bốn người đều là nhấc tay reo hò, Quỷ Đất Gan càng là nhìn không được, giơ ngón tay cái lên, vuốt mông ngựa. Không hổ là đáo đại, ánh mắt thực sự là độc đáo. Cánh tay kia vừa mọc ra, còn chưa kịp tu luyện, nhất định là rất yếu ớt. Một hồi đánh vào trên đầu chúng ta, nó không chừng sau cùng còn đem cánh tay khoảnh bẻ gãy. Lão đại thực sự là cao minh. Đó là đương nhiên, nếu không ta làm sao có thể làm lão đại chứ? Quỷ Hùng Sát hiên ngang ngẩng đầu, một vẻ mặt tự hào. Quỷ Lanh Lợi thấy vậy là có chút không cam lòng, cấp tốc đi đến trước mặt Quỷ Nhát Gan, đưa tay bốp một tiếng, liền cho hắn một cái tát, cả giận nói: "Đánh rắm, chủ ý này là do ta nghĩ ra, ngươi đập loạn mông ngựa cái rắm, coi như đập cũng phải là đập ta chứ." Quỷ Nhát Gan ôm lấy khuôn mặt đã sưng đỏ, một vẻ mặt ủy khuất. Quỷ Hùng Sát thấy thế, sắc mặt liền trở nên giận dữ, trực tiếp đi đến trước mặt Quỷ Lanh Lợi, cũng cho hắn một bạt tai, quát lớn: "Ngươi mới đánh rắm đó, lão tử là lão đại, không có lão tử anh minh lãnh đạo, ngươi có thể nghĩ ra cái diệu kế này sao? Cho nên tất cả công lao đều phải là của lão tử. Ngươi mới đánh rắm đó, đây rõ ràng chính là ta phát hiện, ta nghĩ ra được chủ ý, dựa vào cái gì mà ngươi đòi lĩnh công chứ?" Quỷ Lanh Lợi càng thêm phẫn nộ, lúc này liền nhào tới cùng Quỷ Hùng Sát đánh thành một đoàn. Hai quỷ còn lại thì ở một bên phất cờ heo rò reo hò, nhưng cũng không qua bao lâu, không biết chuyện gì đã xảy ra mà cũng lập tức gia nhập chiến đoàn. Kết quả là tứ quỷ không có ai ra gì, lao vào đánh nhau cùng lúc trước giống nhau như đúc. Chư vị trưởng lão vây xem nhìn thấy thế, bất giác đều tức xạ mặt lại. Bốn tên tiểu quỷ này đều không có gì trong não, không có gì, bọn họ chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên Trác quản gia là vì sao nổi giận, vì sao muốn nghiêm trị bọn họ sao? Hiện tại thế mà ở trước mặt anh lại con mẹ nó đánh nhau tiếp, thực sự là vết thương vừa vết sẹo lập tức quên đau. Một đám gia hỏa không có việc gì chỉ ưa đánh nhau. Quay đầu trộm liếc Trác Phàm đang ở một bên, quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ thấy Trác Phàm lúc này gân xanh nổi đầy trên trán, có dấu hiệu tùy thời để có thể bạo tẩu. "Bốn người các ngươi đã chuẩn bị tốt để chịu một quyền này của ta chưa?" Mí mắt nhìn không được mà nhảy nhót, Trác Phàm phất phất tay lạnh lùng lên tiếng. Mà sát tứ quỷ vẫn như cũ đánh thành một đoàn, lại vẫn không quên trăm miệng một lời cười trêu nói: "Không có việc gì, ngài cứ làm đi, đánh bao nhiêu quyền cũng không đáng kể." Miệt thiệu trần trụi miệt thị, đây rõ ràng cũng là sự khinh miệt phát ra từ đáy lòng của tứ quỷ đối với cánh tay phải của Trác Phàm. Trác Phàm nhìn thấy vậy giận quá hóa cười, vùng vẫy bàn tay tần suất càng nhanh một chút. "Ha, các ngươi cũng thật hào phóng đó, bao nhiêu quyền cũng không đáng kể, vậy thì tốt, để cho các ngươi nếm thử trước một quyền vậy." Tiếng nói vừa dứt, trong mắt Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ, sâu trong mắt tản mát ra sát khí trần trụi, đánh một quyền cự tượng trùng thiên kỳ lân tý. Oanh! Tựa như một cơn sóng thần thao thiên cự lãng, cánh tay phải của Trác Phàm mang theo tia sáng đỏ thẫm càng ngày càng lớn, như một mặt tường thép phóng về phía tứ quỷ ở đối diện. Mà cổ khí thế ngút trời kinh khủng khiếp kia khiến cho dạng cao thủ thần chiếu cảnh tầng 6 như ma sát tứ quỷ cũng không phải cảm thấy một cổ trận khí tức đình trệ, sau đó theo bản năng vội vàng cúi thấp đầu xuống. Phiêu! Chùm tia sáng đỏ kia lướt qua đầu tứ quỷ, cách phăng một túm tóc, sau đó xông thẳng lên trời. Oanh! Như một viên đạn đại bác mới vừa đã bắn ra, những nơi kỳ lân thần tí đi qua, không gian bốn phía đều chấn động kịch liệt, tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhất là vị trí cánh tay này chính diện đánh tới, liền bị một trận không gian chấn động khiến một tòa núi cao trăm trượng ở đối diện tức thì bị đánh nát vỡ nát trong nháy mắt, tiêu tán vào trong hư vô. Cho đến khi tất cả đều khôi phục lại bình thường, thu vào tầm mắt tất cả mọi người chỉ còn là một mảnh hoang vu, không còn bất kỳ vật gì khác. Khiếp sợ, khiếp sợ đến khó có thể tin. Cho dù mọi người đánh giá thực lực của Trác Phàm cao cỡ nào, cũng vạn vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm đã mạnh đến mức cấp độ hủy thiên diệt địa như thế. Nhất là ma sát tứ quỷ càng là kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, hai chân nhịn không được mà run lập cập. Tình cảnh này bọn họ dường như đã từng thấy qua, căn bản là cùng một quyền của cổ tâm thông có thể tùy tiện phá hủy trăm dặm địa vực, giống nhau như đúc. Ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt,
Ma Sát Tứ Quỷ khó khăn ngẩng đầu lên nhìn cự trụ đỏ thẫm cao chọc trời đang lơ lửng trên đầu kia, đều là nhanh muốn khóc. Cái này nào phải là cánh tay đâu, quả thực chính là thiên trụ à. Bị cái đồ chơi này giả cho một chút, tuyệt đối vài phút liền biến thành thịt nát, thà bị cái long trảo kia gãi gãi một chút còn hơn à. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng cánh tay phải mới của Trác Phàm chính là nhược điểm của anh, nhưng làm sao còn không nghĩ ra cánh tay phải này vậy mà là so với tay trái còn biến thái hơn rất nhiều. Lại nói hai cánh tay này của anh chính là tay của nhân loại được sao? Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm chậm rãi đem kỳ lân cước thu hồi, biến nó lại thành hình dáng của cánh tay, âm thầm hài lòng gật đầu. Biến hóa là bí thuật đem bản tôn biến thành hình thái khác biệt, tay trái của anh biến thành địa long trảo chính là như vậy, thánh thú hóa thành hình người cũng là như thế. Thế nhưng cự tượng chính là đem hình thái sau khi biến đổi khôi phục lại hình thái nguyên bản. Kỳ lân tí của anh cho dù là lấy hình thái cánh tay để xuất hiện cũng rất cường hãn. Có điều vừa rồi anh đã thí nghiệm một chút, chỉ có sau khi cự tượng kỳ lân tí của anh hóa thành kỳ lân cước mới thể chân chính phát huy ra uy lực của trùng thiên kỳ lân cước. Bất quá cái này còn không phải là uy lực chân chính của kỳ lân cước, đại thể là bị tu vi quán thân anh hạn chế, nếu không lực đạo quá lớn sợ rằng sẽ đem bản thân bị chấn động đến chết. Nhưng dù vậy cũng đủ dùng tại khu vực thiên vũ này. Bây giờ tay trái của anh chính là địa linh địa long trảo, tay phải chính là thánh thú kỳ lân tý, có hai cái thú trảo này trên thân quả thực là trên đời khó có địch thủ. Nghĩ tới đây, khóe miệng Trác Phàm khẽ nhếch lên, hài lòng gật đầu. Tiếp theo đó là nhìn về phía đám người ở chung quanh đã bị anh làm cho kinh hãi đến trợn mắt há mồm, nhất là bốn tên tiểu quỷ càng là bị dọa cho toàn thân run lên cầm cập. Trên mặt lộ ra một nụ cười như ma quỷ, Trác Phàm một lần nữa vẫy vẫy tay phải. Bốn người các ngươi nói bao nhiêu quyền đều có thể đúng không? Vậy ta lại đánh thêm một quyền, thấy như thế nào? À không, Trác quản gia, ngài quá mức trâu bò, chúng ta không dám cùng ngài tính toán thiệt hơn nữa, hay là ngài dùng huyết anh trừng phạt chúng ta đi, chịu một quyền này của ngài, chúng ta chắc chắn phải biến thành thịt nát. Ngài chắc cũng không muốn uổng phí chỗ cơm gạo chúng ta ăn, cố lực ra lạc gia 5 năm này chứ. Tứ quỷ vội vàng dập đầu như giả tỏi, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin tha thứ. Trác Phàm cười lạnh, đạm mạc gật đầu, ha, bốn người các ngươi thật sự là càng ngày càng biết cách cầu xin tha thứ, tốt, lần này ta thả cho các ngươi một ngựa, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện bỏ rơi nhiệm vụ như lần này không cho phép có lần sau nữa, nếu không ta sẽ gõ trán từng tên một đó. Các quản gia yên tâm, sẽ không xuất hiện nữa đâu. Tứ quỷ lắc đầu như trống bỏi, thề thốt bảo đảm. Đế đô, ngoài cửa hoàng thành, chín cánh cửa hình vòm cao hơn 3 mét, đóng thật chặt, phía trên khảm 360 khỏa đồng đỉnh kim quang lấp lóe, sắp xếp theo chu thiên trận thức, tượng trưng cho thiên địa yên ổn, hoàng quyền vĩnh cố. Từng đội hộ vệ mặc áo giáp màu vàng óng, trang trọng uy nghiêm, đứng gác trước chín cánh cửa, một cổ khí thế cường hãn thỉnh thoảng lại phát ra từ trên người bọn họ. Cho dù là tu giả vừa mới bắt đầu nhập môn cũng có thể thiết thực cảm nhận được đây mới là thực sự cao thủ thiên huyền cảnh, có chừng hơn 1000 người, thế lực của hoàng thất quả nhiên là mạnh nhất thiên vũ, không có đối thủ. Mọi người từ sáng sớm đã nhao nhao tụ tập ở chỗ này, nhìn thấy tất cả đều một trận cảm thán, cũng không biết là đã bao nhiêu năm bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thất điều động đội ngũ có thanh thế lớn đến như thế để tổ chức một lần thịnh hội. Chẳng những yêu cầu của tất cả đại biểu các gia tộc từ lớn đến nhỏ trong thiên vũ tới chứng kiến, ngay cả người của người hạ thất thế gia cũng phải cùng nhau tới đây tham gia. Đây là chuyện kể từ sau khi toàn bộ thiên vũ cùng nhau liên hợp chống lại ngoại tộc vào mấy trăm năm trước, đến bây giờ chưa từng xảy ra. Có thể thấy được lần sắc phong gia tộc thứ 8 này ở trong mắt hoàng thất trọng yếu cỡ nào. Lạc gia lúc trước chỉ là một gia tộc tam lưu, lúc này lại nhận được vinh sủng cỡ nào chứ. Bất quá chỉ là thắng một lần bách gia tranh minh mà thôi, cũng không cần phải đem bọn họ đẩy cao đến mức để tất cả thế gia trong thiên vũ đều phải đến bò chúc mừng chứ. Một số vị đầu lĩnh của tiểu thế gia đã đứng trong gió lạnh thấu xương chờ đợi bên ngoài cửa chính và hoàng thành, trong lòng có chút cảm giác bất bình, chuyện tốt như vậy làm sao lại không rơi vào trên đầu mình chứ. Một vài gia tộc còn lại cũng là một bên đứng chờ hoàng thành mở cửa, một bên châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, có hâm mộ có ghen ghét, nhưng càng nhiều lại là kính ngưỡng. Có thể từ một thế gia tam lưu nhảy lên trở thành bát thế gia, đứng ngang hàng cùng người hạ thất thế gia, thậm chí còn nhận được hoàng thất tán thành, thực sự không dễ dàng à. Ngay cả một cái thế gia tam lưu để có thể nỗ lực để đến một bước như thế này, mình là gia tộc nhị tam lưu có lý do gì dừng bước không tiến an ổn với hiện trạng chứ. Công tử, ngươi chờ chút.
Chen chúc trong đám người, một thanh niên thân hình nhỏ thó, diện mạo tuấn tú, đỉnh đầu đội nón thư sinh đang không ngừng chen lấn về phía trước. Đằng sau hắn là một thư đồng đang không ngừng hô hoán chạy theo sau. Thế nhưng rất nhanh, thanh niên kia đã chen đến phía trước đám người phía trước, dừng lại, hai con mắt sáng như phát ra tinh quang, chăm chú nhìn tất cả, tràn ngập hiếu kỳ. Ta rốt cục cũng đi ra. Không, công tử, ngài mau mau trở về đi, bằng không tiểu nhân sẽ bị trách phạt. Thư đồng kia cũng che đến bên cạnh hắn, khuôn mặt kiều nộn như nước, không khỏi nhanh thành một đoàn, cầu khẩn nói. Khẽ nhíu mày, vì công tử kia lộ ra một nụ cười dí dỏm. Vốn dĩ công tử đã nín trong nhà nhiều năm như vậy, thật vất vả mới trốn ra được, không cố gắng chơi hai ngày nào có thể dễ dàng trở về như vậy chứ. Lại nói, lần này hoàn thành tổ chức đại điển sắc phong bá thế gia, thế nhưng là ngàn năm khó gặp à. Lần sắc phong người hạ thế gia trước chính là chuyện từ khi khai quốc đó. Ta ngược lại là muốn chứng kiến một chút bá thế gia trong truyền thuyết này đến tận cùng là có tài đức gì, thế mà làm cho cha hoàng thượng đánh vỡ thông lệ ngàn năm tiến hành đặc biệt sắc phong chứ. Đảo mắt nhìn chung quanh thì thấy không có người nào phát hiện sơ hở trong lời nói của mình. Thanh niên kia không khỏi le le đầu lưỡi đáng yêu, cười khẽ một tiếng. Thư đồng kia thấy thế lại càng la nhanh muốn khóc. Cậu công tử, ngài du ngoạn một hai canh giờ thì nhanh về đi, bằng không lấy cái tính tình lỗ mãng này của ngài, nếu xảy ra chuyện gì chúng ta thế nhưng là ai cũng không đảm đương nổi đâu. Câm miệng. Trào mắt không khỏi trừ một cái, công tử kia gõ nhẹ lên đầu thư đồng một chút, cả giận nói, lại dám nói xấu bổn công tử. Đợi xem khi ta trở về, ta đánh người mấy trận. Ai da, vậy ngài vẫn là tranh thủ thời gian cùng ta trở về đánh ta mấy trận đi, nếu ngài xảy ra chuyện gì tiểu nhân liền mệnh cũng không còn. Người vì công tử kia bất chấp, trừng mắt tức giận đến nói không ra lời. Chẳng lẽ trong mắt đám hạ nhân bọn họ hắn yếu ớt như vậy không chịu nổi một kích sao? Giống như chỉ cần tùy tiện chạy ra ngoài một chút để có thể bị bọn buôn người cướp vậy, hắn đâu có vô năng như vậy chứ. Thái tử điện hạ đến. Đột nhiên một tiếng huýt dài bén nhọn vang lên, một cổ miếng kiệu màu vàng kim chậm rãi lọt vào trong tầm mắt tất cả mọi người. Cho đến khi cổ kiệu dừng lại, từ bên trong đi ra một vị thanh niên phong trần tuấn lãng, trên người khoác hoàng bào thiêu tứ trảo kim long, nhìn qua vô cùng tao nhã. Từng đội vệ binh mặc phục sức màu tử kim cùng nhau hướng về phía trước, giải tán nhóm người đang tập hợp tại một chỗ sang hai bên, nhường ra một con đường rộng hơn 3 thước. Thái tử liền chậm rãi đi về phía vị trí trước cửa hoàng thành. Hỏng bét, là đại ca, đừng để hắn phát hiện ra chúng ta. Vị công tử kia cúi thấp đầu xuống, lập tức vội vàng lôi kéo thư đồng trốn vào trong đám người. Thư đồng kia cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi chạy theo. Khi thái tử đi được nửa đường lại bỗng nhiên dừng bước lại, sau đó hướng về bốn phía cúi đầu thi lễ tỏ ý xin lỗi. Các đại diện của người hạ thế gia vẫn chưa tới nên cổng thành không thể mở ra, khiến mọi người phải chờ ở chỗ này chịu gió lạnh. Thật sự vạn phần xin lỗi, bản địa ở đây hướng mọi người xin thi lễ bồi tội. Nói xong thái tử liền xa xa khom người xuống. Mọi người thấy vậy thì không khỏi sợ hãi, cố vội vã hạ bái, đồng thời âm thầm gật đầu khâm phục thái tử không thôi. Thần ở cao vị mà không hề kiêu ngạo, chưa hiền đại sĩ, ngày sau nhất định là một đời minh quân. Đại ca lại đang làm bộ làm tịch thu mua nhân tâm sao? Thế mà đúng vào lúc này, một giọng nói pha chút âm độc lại đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong tai. Mọi người cùng nhau giật nảy mình, quay đầu nhìn qua, muốn nhìn xem một chút để xem đến tận cùng là người nào lại to gan như vậy, dám công nhiên nói móc thái tử Tiên Vũ. Thế nhưng thu vào trong mắt mọi người lại là một thanh niên âm lãnh, nhìn có 7 phần giống với thái tử. Trên thân hắn cũng khoác một bộ tú lâm kim phục, chỉ là con rồng trên đó có chút khác biệt cùng thái tử, long trảo chỉ có 3 cái. Trong lòng không khỏi run lên, mọi người nên biết người này chính là nhị hoàng tử, anh em cùng một mẹ với thái tử Vũ Văn Bác, Vũ Văn Dũng. Nhìn thấy hắn đi đến đây, vẻ mặt thái tử có chút tức giận, hít sâu một hơi. Nhị đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Các đại gia tộc của Thiên Vũ tề tụ tại đế đô là thụ theo yêu cầu của hoàng thất ta mà đến, bây giờ lại ngừng chân gió lạnh không thể nhập môn, chẳng lẽ bản thân là thái tử không phải là nên có chút quan tâm đối với những con dân Thiên Vũ này sao? Dáng vẻ kịch cỡm, bọn họ là được mời tới sao? Bọn họ cũng xứng sao? Đó là hoàng mệnh, bọn họ dám không đến sao? Biểu môi khinh thường, Vũ Văn Dũng lạnh nhạt quét mắt nhìn bọn người một chút, giống như đang nhìn một đám kiến hôi. Đại ca, ngươi do dự thiếu quyết đoán, lòng thâm cảm tràn lan như thế, làm sao thể thành nhất quốc chi quân chứ? Nhị đệ, người đối đãi với con dân Thiên Vũ ta như thế, căn bản không thể là minh quân, không đem bọn họ coi như con đẻ, ngày sau làm sao có thể chuyên cần chính sự yêu dân được chứ?
Đại khái, đây chính là nguyên nhân khiến phụ hoàng không có truyền ngôi thái tử cho ngươi. Thái tử trợn mắt giận dữ, thở dài, quát lớn. Thế nhưng, vừa nghe được lời này, trong mắt Vũ Văn Dũng liền giống như đang bị cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, da mặt nhìn không được mà có rút lại, hung tợn nhìn chằm chằm về phía thái tử, cả giận nói: Vũ Văn Bác, ngươi đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ cho lão tử. Luận tài trí, luận thủ đoạn, luận tu vi, ta có chỗ nào kém ngươi hay không? Không phải là bởi vì ngươi sinh ra sớm hơn ta một năm nửa năm, chiếm cái danh hiệu lão đại, tôn sùng tổ chế, lập lớn không lập ấu mới đạt được ngôi vị thái tử này sao? Nếu không, ngươi có tài đức gì mà nhận được đế vị chứ? Lý nhìn hắn một cái thật sâu, thái tử lúng túng chép chép miệng, lại là bất đắc dĩ thở dài, trong mắt một mảnh đau thương. Hay à, nhị đệ, hóa ra ngươi là một mực chú ý điểm này, cũng bởi như vậy mới từ nhỏ đến lớn một mực tràn ngập địch ý đối với ta. Thế nhưng ta cũng không có biện pháp nào, thiên mệnh như thế, tổ chế sở định, ta cũng không đổi được. Nếu như có thể, ta thực sự hy vọng có thể sử dụng ẩn giám thái tử kia đổi lấy tình cảm huynh đệ chúng ta. Hư tình giả ý, người trong thiên hạ ai không muốn làm hoàng đế chứ? Ngay cả đế vương môn kia đều đã rục rịch mấy trăm năm, chẳng lẽ người có thể chiếm được vị còn chấp tay nhường ra sao? Bất chấp cười lạnh, Vũ Văn Dũng khinh thường bĩu môi. Có điều ta cũng không cần ngươi nhường những thứ của bản hoàng tử nhất định sẽ tự mình đoạt lại. Mi mắt khẽ dịch một cái, thái tử liếc hắn một cái thật sâu, lại thở dài lên tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt một mảnh mất mát. Đúng lúc này lại một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai mọi người. Ngay sau đó tất cả mọi người liền đột nhiên cảm giác được đất đai khắp nơi đang rung lên, dường như tùy thời sẽ bật tung lên vậy. Cùng lúc đó, một bóng người to lớn như ngọn núi nhỏ đang thở hồng hộc chạy về phía hai người. Tuy đầu đại hán đầy mồ hôi nhưng trên mặt lại một mảnh mừng rỡ. Đại ca, nhị ca, nhiều ngày không gặp, muốn chết tiểu đệ à? Không sai, người này chính là Tam hoàng tử Thiên Vũ, Vũ Văn Thông, là người mắc bệnh béo phì, vốn cực kỳ hiếm thấy ở nơi mà toàn bộ Thiên Vũ đều là tu giả, mọi người đều có vóc dáng kiện mỹ. Vị công tử đang trốn tránh trong đám người kia không khỏi cùng thư đồng bên người liếc nhìn nhau, sau đó vừa đỡ tránh vừa bất đắc dĩ ai thán lên tiếng: Hai gia, Tam ca, ngài không thể giảm béo một chút sao? Ngài vừa mới xuất hiện liền như yêu quái dọa người, ta cũng không dám có ý tứ cùng ngài nhận nhau đó. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng vừa nhìn thấy đống thịt mỡ kia thì gương mặt càng là nhìn không được mà có rút lại, trầm mắt lấy một tia chán ghét. Đáng chết, đầu heo kia không phải đã rời khỏi đế đô xuất ngoại làm việc sao? Tại sao lại trở về chứ? Đại khái là sự tình đã xong xuôi, phụ hoàng triệu hồi trở về, chuyện trọng đại như sắc phong bát thế gia, tam đệ thân là hoàng tử lại không có mặt, vậy là liền quá không ra gì. Trong mắt lóe một đạo tinh quang, thái tử vui vẻ đi về phía trước, giang hai cánh tay hoan nghênh. Tam đệ hoàng nghênh trở về, đại ca. Phát ra một tiếng kêu to mừng rỡ, Vũ Văn Thông một mặt hưng phấn bỗng nhiên đạp một phát nhảy về phía trước, bay tới ôm thái tử. Âm một tiếng, nên thật sự rơi vào trong lồng ngực thái tử. Chỉ là cùng lúc đó, một tiếng rắc giòn tan cũng đồng thời phát ra, mà thái tử trong nháy mắt liền trở nên vặn vẹo, mặt đất dưới chân xuất hiện vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra xung quanh. Thái tử điện hạ, hộ vệ tùy thân của thái tử quýnh lên vội bước lên phía trước, chỉ nhìn thấy thái tử đang ôm lấy một quái vật khổng lồ như thế, bất giác chà chà mồ hôi lạnh trên trán, lo sợ trong lòng. Không có việc gì. Không lưu loát lắc lắc đầu, thái tử cứng rắn nặn ra một nụ cười yên ổn, nghiến răng nói: Dù nói thế nào, ta cũng là ca thủ đấm có cảnh tầng 9, có thể ngay cả đệ của mình đều ôm không được sao? Rắc, lại thêm một tiếng vang giòn phát ra, khuôn mặt thái tử triệt để trắng bệch, khóe miệng hơi run run, nhìn vào phía tam đệ ở trước mặt, vẻ mặt như đưa đám nói ra: Lão ta mà, ngươi gần đây có phải là lại nặng hơn rồi hay không? Cũng tạm tạm, tháng trước ta 750 cân, tháng này vừa tròn 800 cân, thế mà chỉ tăng 50 cân so với trước kia, tốt hơn nhiều đó. Đại khái là gần đây tàu xe mệt mỏi cho nên mới tăng trưởng chậm lại đi. Gương mặt cùng nhau mãnh liệt co rút một trận, mọi người bất giác ai thán lên tiếng: Vì tam hoàng tử này thật đúng là kỳ hoa, thiên hạ có người mập như vậy hay sao? Ai da, đúng rồi, đại ca, ngài làm sao thế? Nhìn bộ dáng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng của thái tử, Vũ Văn Thông bất giác khờ dại nói, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thái tử có chút cầu khẩn mà nói: Tam đệ, ngươi thể xuống trước hay không? Thắt lưng đại ca sắp gãy rồi. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác cùng nhau run rẩy 2 giây, mặt mũi tức tốc sạm lại, trong lòng không còn gì để nói. Lão Tam, mọi người đều nói Hoàng Vũ Thanh Thiên là một tên quái vật, nhưng theo ta thấy, ngươi mới thực sự là quái thai à. Những năm này ta thấy ngươi cũng bôn ba không ít, làm sao một thân thịt mỡ này
không những không giảm, trái lại còn tăng chứ. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng nhìn bộ dáng mỏi eo đau lưng của thái tử sau khi đem Vũ Văn Thông để xuống, lên tiếng giễu cợt: "Có thái tử đại ca, ngươi một mực tỏ ra mình là người hiền lành, lần này cuối cùng cũng ăn vào đau khổ đúng không?" Nghe được lời này, thái tử liền vừa tức giận vừa bất đắc dĩ than thở, tựa hồ bởi vì đệ đệ không hiểu chuyện mà đau lòng. Vũ Văn Thông cũng trợn mắt nhìn, lại nói ra: "Nhị ca, ta biết ngươi một mực nhìn ta không vừa mắt, nhưng cũng không đến mức liên lụy đến đại ca chứ. Ngươi bớt đi, ta nhìn ngươi không vừa mắt chỉ vì một thân thịt mỡ này của ngươi khiến cho ta chướng mắt. Về phần hắn, đó là triệt triệt để căm hận." Ánh mắt khẽ híp một cái, ánh mắt Vũ Văn Dũng lộ ra sắc ý trần trụi. Thái tử cùng Vũ Văn Thông bất giác run rẩy trong lòng, liếc mắt nhìn nhau, lại đều là thở dài một tiếng. Vị công tử đang ẩn nấp trong đám người nhìn thấy tất cả, sớm đã tức giận đến sắc mặt đỏ bừng lên, vén lên ống tay áo tựa như muốn xông lên. "Nhị ca, thật sự quá đáng thật, đại ca khiêm tốn nhường nhịn như thế, chỉ mong tất cả mọi người hòa hòa khí khí, hết lần này tới lần khác hắn lại cứ muốn gây chuyện, nhìn xem bản công tử đi lên cho hắn hai cái bạt tai." Công tử, ngài thì đừng làm loạn thêm nữa, nếu để cho người ta biết ngài tự tiện chạy ra đây, không chỉ mình ngài mà chúng ta cũng gặp nạn theo đó." Thư đồng kia vẽ mặt cầu xin, vội vã lôi kéo hắn. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên phát ra từ trong đám người: "Mau, mau nhìn đi, người của Ô Minh Cốc đến rồi." Bỗng nhiên, tất cả mọi người ngừng động tác trên tay, đồng loạt xoay người nhìn sang, chỉ thấy nơi đó có một đoàn người mặc áo bào tro đang chậm rãi đi đến. Người cầm đầu chính là cốc chủ U Minh Cốc, U Vạn Sơn, không thể nghi ngờ. Bên cạnh hắn là một đám trưởng lão, nhất là một vị thanh niên đặc biệt trẻ tuổi, ánh mắt lạnh lẽo, chính là cố vấn đương nhiệm của U Minh Cốc, quan môn đệ tử của U Quỷ, U Minh. Phía sau bọn họ là bốn vị lão giả toàn thân tản ra khí thế cường đại, chỉ cần tùy phiêu động một ánh mắt, nếu thể khiến cho người ta nhìn không được mà phát run trong lòng. Tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu người kia là có thể khiến tất cả mọi người có mặt tại đây trong nháy mắt biến thành tro bụi vậy. Không sai, đây chính là bốn đại công phụng của U Minh Cốc, đều là cao thủ thần chiếu cảnh. Vốn dĩ bọn họ có 5 người, nhưng trong một trận chiến tại Phong Lâm Thành đã chết mất một người, hiện tại cũng chỉ còn lại 4. Cho nên U Vạn Sơn vô cùng căm hận trác phạm, chẳng những giết chết mấy vị trong trưởng lão nhà bọn họ, còn thuận tiện làm chết đi một vị công phụng đã kích này, làm cho bọn họ khó thể chịu đựng. Nếu không phải hiện tại bọn hắn xác thực thực lực không đủ, không dám cùng Lạc Gia liều mạng mà nói, bọn họ đã sớm vọt tới Phong Lâm Thành đại sát một trận, đâu buồn để ý đến cái gì mà hoàng thất cấm lệnh chứ. Thế nhưng không còn cách nào khác, bây giờ người ta địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể nhẫn nhịn. U cốc chủ đã lâu không gặp, không thể từ xa tiếp đón, thất lễ. Thái tử đối diện đi lên phía trước, hướng U Vạn Sơn ôm một quyền cười nói. U Vạn Sơn cũng hồi lại một quyền, nhất miệng cười nói: "Thái tử điện hạ khách khí rồi." U cốc chủ, đã 3 ngày không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? Lúc này nhị hoàng tử Vũ Anh Dũng cũng đi lên phía trước, kiêu ngạo mà hiên ngang ngẩng đầu cười khẽ một tiếng. Nghe được lời này, thái tử không khỏi nhíu mày một cái. U Vạn Sơn cũng là nhìn không được nhíu mày cười khan: "Nhờ được nhị hoàng tử lo lắng, bản cốc chủ gần đây cũng không tệ. Cũng sắp đến lúc mở cửa thành, bản cốc chủ xin đi trước để chuẩn bị." Tựa hồ là sợ cùng bọn họ tiếp tục nhiều lời, U Vạn Sơn vội vàng mượn cớ, tựa như muốn chạy trốn, nhanh chóng tiến về phía một trong 9 cánh cổng. 9 cánh cổng thành này chính là Cửu Long bảo vệ. Phàm là sự kiện trọng đại, các thế gia trong thiên vũ tụ tập đầy đủ, 9 cánh cổng lớn này sẽ đồng thời mở ra. Cánh cổng lớn ở chính giữa là dành cho hoàng đế tiến vào, 8 cánh cổng còn lại sẽ phân chia cho ngự hạ thế gia cùng nhóm các vị hoàng tử tiến vào. Có thể thấy được, ngự hạ thế gia có địa vị ngang hàng cùng hoàng thất, mà các thế gia còn lại thì theo sau bọn họ tiến vào cũng thương thảo đại sự. Giờ khắc này, hoàng đế đang ở trong thành chờ đợi sắc phong bát gia tộc, tự nhiên là không thể thông qua cổng thành, vậy một cánh cổng dư ra kia chính là để Lạc Gia tiến vào. Đúng lúc đó sẽ lại là một phen xếp hàng, lựa chọn đi theo gia tộc nào tiến nhập liền tương đương có ý đầu nhập vào ngự hạ gia tộc đó. Chỉ bất quá, hiện tại bát hạ gia tộc còn chưa đến đông đủ, cổng thành nhất định không mở. U Vạn Sơn lại nói muốn tranh thủ thời gian đi chuẩn bị, liền khiến cho bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra đây là đang có ý muốn trốn tránh. Mang theo đám người vội vã đi vào trước cửa thành, U Vạn Sơn lại quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm về phía nhị hoàng tử, thấp giọng mắng: "Cái tên ngu ngốc này, não có vấn đề gì sao? Sao thể đem làm chuyện ra mổ lỗ mãng như thế? Hắn nói như vậy, không phải là cố ý muốn nói cho thế nhân biết
U Minh Cốc chúng ta âm thầm qua lại cùng hắn sao? Hờ, xin cốc chủ bớt giận. Nếu như hắn dị thường khôn khéo mà nói, chúng ta hợp tác với hắn còn không an toàn đâu. Cũng chính là bởi vì hắn lỗ mãng như thế, ngày sau mới dễ khống chế à. Khóe miệng sẽ có một đường cong tà dị, U Minh cười lại một tiếng. Nghĩ lại, vừa mới này hắn là muốn phơi bày một ít thực lực của hắn trước mặt thái tử, cứ kệ hắn đi. Nhưng nếu có như vậy, kế hoạch mà chúng ta đang vụng trộm tiến hành không phải thoáng một cái liền bại lộ hay sao? Lông mày nhìn không được mà nhíu lại một cái, U Vạn Sơn tức giận hừ lạnh nói ra. Bật cười lớn, U Minh hơi hơi lắc đầu. Cốc chủ yên tâm, dù sao chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ, mà nhìn theo xu thế trước mắt, mấy nhà còn lại đoán chừng cũng sẽ rất nhanh đi lên cùng một con đường với chúng ta. Phải biết, một khi lạc gia thụ phong để bắt gia tộc, bên ngoài liền sẽ hình thành thế chênh vạc, về sau sẽ không ai làm gì được ai. Phương thức duy nhất có thể đánh phá loại cục diện này chính là tranh đấu hoàng quyền. Phương nào có thể khống chế hoàng đế tương lai, ngày sau liền có thể mượn hoàng thất chi lực trừ rời một phương khác, sau cùng lại đem hoàng đế bù nhìn phế bỏ, nắm được thiên hạ dễ như trở bàn tay. Cái này chính là điều người nói đánh cược vào tương lai sao? Liếc hắn một cái, U Vạn Sơn khẽ híp mắt lại lẩm bẩm nói. Đàm Mạc gật đầu, U Minh cười khẽ một tiếng, không sai. Hít một hơi thật sâu, U Vạn Sơn trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu.